rồi bây giờ cứ uh, xài lục trình như có này mình nhìn nhá ở chỗ sự kêu quái đó có một cái thanh uh, nhỏ, nhỏ, nhỏ cho con xuống người 18 đấy thấy không cái thanh cái thanh sự kêu nhỏ, nhỏ đấy đó thì cái thanh đó các bạn muốn muốn cái thật nhanh đấy thì các bạn cần phải kêu uh, kêu quái kêu càng nhiều quái các bạn sẽ ho lên sự càng nhanh đấy mà trước mắt thì mình mình sẽ cho quái đánh trước nha đây mình sẽ cho một vài con quái đánh mình trước đi rồi Ê, chết luôn rồi cho nó một vài đòn đi chứ mình mất máu xíu đó mình sẽ xem mình bạn thấy là đồ bá đạo à đây đấy con nhìn đây con nhìn cái lượng máu lên nó hồi đi đó chỉ cần gây đam nhá chỉ cần gây đam thôi là nó, nó, nó sẽ hồi máu hồi giáp lại liền đó và nó sẽ hồi rất là nhanh cái thanh cái thanh uh, kêu khi mà các bạn kêu quái nói là em ấy tôi tôi thì em ấy tôi chả thấy không có một cái gọi đó nó nó nhược điểm quá lớn kìa quá lớn thì chờ chạy qua các bạn máu máu giáp yếu thôi chứ còn mà nhược điểm thì gần như không có đâu đấy đấy khi mà các bạn đẩy cái thành sự kêu ấy thì nó sẽ xuất hiện một cái bóng ma này đó khi có máu này nhưng mà thực tế nó nói máu máu nó không có đâu nha thực tế nó không có máu đâu thì nó, nó là ma nên mơi thực sự cái này là ma không có máu đâu các bạn nhìn mấy con quái nó đánh nó đánh vô nó chả có bắt nó, nó chảo rồi mắt một tí xíu gì cả đấy để tí nữa sẽ uh, kêu xong rồi đã đây đó hai thằng sẽ được kêu thì gần như là ok một cái tim mà chỉ cần năm con lục rồi thôi năm con bốn con thôi là các bạn khi mà khi mà con lục này khi mà con bé con không ma này nó sẽ được kêu quá thì các bạn các bạn đứng gần ấy các bạn sẽ hồi máu hồi giáp luôn tuy là họ chậm hơn lúc mà bạn tự đánh đấy nhưng mà nó vẫn sẽ hồi được rất là nhanh đấy mọi thứ trên cái tuyệt vời luôn em ơi đây con hàng này thì mình vẫn thích nhất là cái kêu này, mình chỉ thích nhất là cái gì thôi đó hút vào nó nó hút nó hút quái vào và nó sẽ giúp giúp mình ném bullets ray thì ném những cái bom cây tài năng ấy tốt hơn hiệu quả hơn và cũng như là xài đi gần nó sẽ ok hơn ở một cái sự kết hợp nó tuyệt vời ở mặt trời Đấy, hút vào hết. Đó, các bạn các bạn vẫn vẫn sẽ hồi giáp thôi. Miễn là các bạn đứng gần con lục ấy, thấy không? Đó, đó. Quan chính này. Quan chính 2003 đấy, ít nhất có là một lần ít nhất là 500 giáp ấy, nói chung là nó nhiều lắm. Các bạn skill nó tuyệt vời. Đấy. Ở Việt Nam hay là ở Trung Quốc này nhà top gần như là má giáp này là 50.000 tới 100.000 mấy không à? nên gần như là skill nó là hỗ trợ gần như là tuyệt đối rồi má nhấp nhiều chứ khi con bó thông quái nào đó nó 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 gấp nó gấp mấy lần này thôi có nghĩa là những ngày top thì thì họ sẽ, sẽ bị sẽ bị khó khăn khi mà những con quái những con bó tới nó châu máu gấp mấy lần đó nó cứ bị vậy thôi bất tử mà thấy không thanh máu không hề nhất một chút xíu luôn ấy ai à, quên mình tới làm xem nữa đây bắn này ấy cứ mình bắn bên kia đạn đấy đó nó cứ như bị hòa thì cái này mấy bắn bốn mà cái kiểu đéo này có giao giữ các bạn đi 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 bên đi bên uh, cửa cửa a đi đục cửa rồi đứng đứng đi spam thì ông ông nào bắn 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 thuế tốt với gần như đứng đứng spam không mẹ đi ngăn cái sọt đi sọt chân mẹ này đấy, nó nó không hề có một cái điểm gì cả về cách bắn thật sự không không bị vướng hay đạn không bị vướng bất kỳ gì cả đấy đó còn ngắn chiến này năm lần này đây. 7 3 4 7 lần 8 lần luôn thì phải. 1 2 3 4 5 6 7, 8. 8 lần. 8 lần chiến lần. Đây, à, nhìn, nhìn 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 dễ hơn này. 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái lần 9 lần. Đó. Bóng ma chính hiệu luôn. Bạn nhìn nhá skill nhá, skill tự xuyên tường ở nhầm skill uh, bắn được cái đỏ em nhá. Đấy, thấy không? các bạn chỉ cần đến gần thôi là các bạn sẽ hồi máu thấy không anh thấy thấy không hiểu máu không đó, đó liên, liên, tục luôn không không có kiểu dừng đâu đó liên, liên tục liên tục luôn đấy skill kêu tới kích hoạt kích hoạt là nó sẽ giúp các bạn phá cửa luôn nói chung là hiệu ứng khá là ok ok kêu chứ sẽ ok còn về cái phần gọi là di chuyển ấy thì mình bình thường nhá em di chuyển bình thường hiệu ứng là vậy thôi nhưng mà di chuyển bình thường đấy di chuyển anh bình thường hết trơn ấy di chuyển giống như là bạn chơi bình thường thôi có hiệu ứng skill nó vậy thôi đó cứ cái này hoài thì top gần như là tống nhân găng ở chân này chỉ có trong 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 anh bây giờ đấy trong anh bây giờ thì các bạn sẽ gọi là vướng nhiều hơn tại vì anh bây thì các bạn là người chơi mà các bạn sẽ bắn người chơi khác thì các bạn sẽ có cái kỳ cơ động hơn đúng không hãy sẽ hơn to hơn liên tục hơn nó nó sẽ nó sẽ khác, tức là sự kêu nó sẽ không át không kịp. Còn ở trong, uh, cái, còn trong ở trong 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 đi quái này thì uh, bình thường. nói chung là nó cũng không hoàn hảo lắm trong ganh đâu. trong ganh nó cũng là ok, trong trong ganh gọi là thủ, thủ thủ cửa thôi. ấy, trong trong ganh bây giờ ấy cái, cái con cái con này cái con ma này là là thủ thủ cửa có nghĩa là ganh trụ ấy, thì nó sẽ đứng ở trụ nó sẽ uh, nó sẽ canh trụ. <laughs> đó con lục này nó nó khá là nó nó khá là bừa có một cách đi có, có, cái cách mà để con lục đứng nghiêng luôn này <laughs> mình mình không nhớ là cách gì có cái cách mà để con lục đứng cái con ma này đến nó nó đứng một chỗ luôn đi một chỗ nó nó để nó thủ cửa ấy thì mạng hình lắc quá trên là nên thấy hướng bị lỗi nhưng nhá chứ thực sự nó không bị lỗi đâu tôi bị là mình lắc quá thôi Đây. Đấy, đắt quá này em ơi, thông cảm. Hút vào, hút vào, hút vào, hút vào. Đấy, chứ không tuyệt vời lắm, nó skill mà mình thích, mình thích nhất là sự uh, cái skill hấp dẫn của của cái con lên uh, sóc xuống này gần. Rất là hay. Anh nhìn mình nhìn, có hơn này. Thấy không? Này. Đấy. để uống gây chón đóng băng cũng như là một lần thôi nhưng mà rất là lâu mà khác thì là kêu con con ma nó bắt bắt bất tử thì chơi gì nữa em ơi bắt tử thì cứ cứ cào xé thoải mái là gì tao đâu đấy nó, nó kiểu vậy ấy đây cái này mà hình dung dễ hơn này khi con boss nó bắn cầu lửa vào nhà mình này không cần phải giết quái thì có thể cũng hồi máu nữa đấy không đó giáp vẫn cứ hồi đấy giáp vẫn cứ hồi nghĩa là mình mình sẽ kêu mình mình cái đam thôi là giáp nó sẽ hồi thôi đấy đó thì nó cứ như bị hoài đó không bị choáng gì cả nha Đấy. Cái kiểu các kiểu là điểu. Ok. Vô luôn anh ơi. Vô. các bạn sẽ uh, kêu bằng vẫn vẫn sạch chứ bình thường nhá đúng không à không không à không đúng rồi xí bình thường không rồi thì con không này nó cứ không 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 không